nhìn xong rồi các bạn có cái nhận xét gì không? Sau khi mà xem cái video đấy thì mình cảm thấy lo cho bạn nữ hơn là lo cho bạn nam. Vì ở Nhật biến thái nhiều mà, nên là cái chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết á. Bạn nữ nào mà ở Nhật ấy mà gặp cái trường hợp như này thì mình nghĩ là nên cẩn thận. Bởi vì việc đầu tiên sau khi bị từ chối sẽ là chắc chắn là người ta sẽ đi theo bạn đến tận nhà hoặc đi đến tận chỗ làm của các bạn và theo dõi các bạn xem là các bạn làm gì, sống ở đâu, như thế nào. Nhiều thằng ấy, mình ở đây mình gọi là thằng đi, nhiều thằng ấy nó không kiềm chế được ấy, thậm chí nó còn lao vào cả nhà của các bạn nữa cơ. Theo dõi chán rồi thì làm gì, ăn cắp đồ lót, ăn cắp áo lót, ăn cắp yên xe đạp nếu mà có. Mình thì mình không biết là lấy quần áo cũ với cả lấy yên xe đạp về để làm cái gì, nhưng mà hình như đấy là một cái sở thích của người ta. Mình từng nói chuyện với người Nhật và người ta nói đó là có nhiều thằng ấy thì nó thích cái cảm giác được chạm vào người con mồi. Tức nghĩa là thế nào? Nó không phải là sờ, không phải là nắm. Tất nhiên là được sờ nắm thì nó vẫn là tốt nhất. Nhưng mà ấy, nếu như các bạn đứng ở trên tàu ấy thì nó sẽ trả vờ là bị ai đó đẩy hoặc bị ai đó hút và nó hút vào người các bạn. Chỉ cần là được tiếp xúc vào người các bạn thôi là nó cũng thấy thỏa mãn rồi. Mình nghe kể thôi nhá, là có nhiều thằng ấy buổi đêm lúc mà các bạn ngủ ấy, nó còn đứng ở cửa sổ, nó cứ nhìn vào nhà thế này. Thậm chí là nó còn cởi trần chuồng, nó đứng ở trước ngoài cửa, xong rồi nó cứ làm mấy cái hành động, nói chung là kinh lắm. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì trước ở trên cái TikTok ấy, có một người Nhật quay được cảnh một cái thằng biến thái mặc mỗi cái xịp xong đứng trước cửa nhà người ta cứ nhảy, kinh cực. Nói chung thì đây nó không phải là cái chủ đề mà lạ nữa, nên là các anh chị, à không, các chị nào mà tới Nhật thì nên cẩn thận. Không chỉ là những người xa lạ đâu, mà thậm chí là những người xung quanh bạn. Bạn mình ấy thì đã từng bị trồ, tức nghĩa là quản lý cửa hàng ấy đặt camera quay lén thay quần áo rồi đấy nhá. Thật là cảm giác